Kính chào bà con, đây là cái giống riêu 107 hay còn gọi là lai hoa nha bà con. Cái giống này vào cái thời điểm mà mưa và mủ nhiều lắm, và ở đây không? Ở đây thấy thấy nông trường hình như có mở cạo, là bà con nay có bủ cái giống này thì mủ đen thui nè. Này bà con thấy mủ đen đen ha. Chứ cạo nó hay bị đen tai lắm. Riêu 107 cây nó to lắm, trồng cái này không có để năm này, năm 2010 nha bà con, nay 23 tức là 10 13 năm rồi, 13 năm tháng 1 2010, riêu 107 hay còn gọi là lai hoa ha. Đặc điểm của cái giống này là vào cái thời điểm mà mưa á, và nó thích hợp với mưa. À, và nó khi mà bôi thuốc là nó lên dữ lắm. À, cái giống này thì nó hấp độ. Còn đây là bơi bơi 260 nha con. Bơi bơi 260. Trồng 2009, nay là 14 năm. À, đây công nhân có mở cạo, mở đục lên 1/4. 1/4 ha. Này quy định 1 tháng này. Có kẻ như là 1 tháng. Em 1, 2, 3, 4, 5. Bưu bì 260 nha một con. Con thấy bưu bì 260 da dày ghê không? À, công nhân cạo hết mặt bên đây rồi. À, dưới đây còn lớp da nhưng mà sao không cạo nữa, cái bắt đầu chuyển lên đục không biết. Đây còn một mặt nè. À, bên đây còn nguyên mặt ha các bạn. Đó, thấy là có đường mủ dính. Mủ dính là tức là cái này nó không có bị khô miệng. Nhưng mà sao là không 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 cạo nó mà đục lên. Ha các bạn. Đục lên. Cái này của nông trường ha. Ở này công nhân trước khi cạo họ gỡ mủ nè, họ gỡ mủ sạch rồi bữa sau họ mới cạo nè bà con. Còn đây là cái giống riêu 1 nè bà con, trồng 2011, 12 năm, đã khai thác hết một mặt rồi, từ trên tới dưới ha, từ trên xuống. Được rồi, trồng 2011 bữa nay là 12 năm. 12 năm thì khai thác coi đã được bao nhiêu năm rồi nha bà con. 1 năm nè, 1 nè, 2 nè. 1 2. Tức mình điểm cái máng che mưa này là dễ nhất nha bà con. Mỗi năm là đều làm 1 nè, 2 nè. 3 4 5 6. 6 năm. Như vậy là mặt bên đây cạo 6 năm. Tức là trồng 12 năm, là trong đó năm thứ 6 trở đi là khai thác nha bà con. 6 năm. Trồng 6 năm là khai thác. Rồi năm nay mở qua mặt bên đây. À, của công nhân. À, cái giống đặc điểm giống này thì nó là mủ nó đều và có mủ và có độ, nó ít ảnh hưởng thời tiết giống như là giống lai hoa. Và đa số á, công nhân ở khu vực này đều thích cái lóc này, cái lóng giống mà riêu 1 này nha bà con. Tại vì nó da nó có mủ, da nó mềm cũng dễ cạo và mủ nó đều, nên công nhân cạo là nó sẽ sản lượng nó đều. Chứ còn cái giống lai hoa như hồi nãy là riêu 107 á, 106, 107 á, là có khi nhiều khi ít, ảnh hưởng đến đến cái năng suất của công nhân rất là nhiều, ảnh hưởng đến tiền lương á, nên đa số công nhân rất là thích cái giống riêu riêu 1 này. Và đây là riêu 114 ha. Ở đây bà con thấy là nông trường đã mở miệng cạo hết rồi. Thời điểm này thì nên bà con nhà vườn thì cũng nên mở đi ha, cũng nên mở cái cạo. Đây là bà con thấy mở cạo hết rồi nè.
có đường mũ hẳn hoi. Hôm nay là ngày 29 tháng 3 nha bà con, 29 tháng 3. Đây là giống riêu 114. Riêu 114 này thì nó cũng có mũ bà con, có mũ. Cái giống, tất cả các giống mà họ riêu bà con thường á, là nó sẽ rụng lá trễ hơn các giống khác, trễ hơn, trễ nhất á. Họ riêu nha bà con, họ riêu là rụng lá trễ. Còn cái vườn bên đây, cái vườn đây cũng mở cào luôn rồi, nông trường ở đây mở cào hết rồi. Cái vườn bên đây là cái giống lai hoa 90952, hay gọi riêu 124 nè bà con, trồng 2013. Tức là nông trường ở đây trồng 6 năm là nông trường khai thác nha. Đó, riêu 124. Rồi, riêu 124 á, thì thường cái mình nhìn cái lá, cái lá này nó cao quá nên không có quay được cái lá. Còn cái thân nó thường mớp méo, bà con thấy nó mớp méo ha, nó không có tròn giống như BB 235. Rồi qua tiếp bên đây là BB 255. BB này 255 trồng 2010 thì khai thác hết mặt bên kia qua bọn đây được năm rồi, thì để đếm số năm thử coi là bao nhiêu năm đó bà con. Một nè, năm rồi là 1 2 nè, 3 4 5 6 là 6 năm. 6 năm thì bữa nay còn được một lớp ở bên đây, nhưng mà nông trường không cạo nữa thì nông trường chuyển công nhân cạo qua bên đây. Bà con thấy cái đặc điểm của B 255 là nó dày ha. B 255 lúc trồng mà rút nhỏ để mà tháp ghép được, nó tỷ lệ sống nó thấp lắm. Cái giống này thì nó có độ có mũ, cũng như là nó kháng bệnh cũng khá tốt, như là nó tự tạo tán cho nó, mình khỏi phải kiến thiết cắt đọt tỉa cành để tạo tán ha. Là giống BB 255. Đặc điểm dễ nhận biết của giống này là da rất là dày. Bà con thấy gì? Và đây là cái lô riêu 209 nè bà con, 209 trồng 2017. Nay 2023 là 5 năm hả bà con? 5 năm. 5 năm mà đã mở cạo rồi. Vậy giống này nó mau lớn quá. Riêu 209 nè. Nó năm đầu những cái vườn vườn này thì thế chưa có thử độ, để bữa nào khi mà người ta cạo mình xin một ít mũ mình đi đo độ thử nha bà con. Còn những cái vườn của tư nhân á, là năm đầu là 36 37 độ á, mở kéo ha. Ở đây nông trường đã mở cạo rồi nè. Riêu 209. Đó, nông trường đã mở cạo rồi. Này người ta để hoành 63 nè. Bà con thấy mở cạo cao không bà con? Để đo thử bao nhiêu gang ha. Từ đất lên 20 nè, 4 6 8 10 12, chắc cỡ 15, 12 mét 2, mét 2 mét, mét 6, mét rưỡi, chắc cỡ mét, mét rưỡi đó. Tại mình đo gang thì mình phóng vậy thôi, tức là hơn hơi đo là nhắm là khoảng mét rưỡi nha bà con, khoảng mét rưỡi đó. Cây nào chiều cao cũng mở cũng bằng đồng nhau hết. Riêu 209 nè, nó khai thác năm nay, đầu mùa nay mới bắt đầu mở khai thác nè. Hôm nào có mũ thì Thế sẽ đi mình xin ít mình đi đo độ để cho bà con xem nha. Riêu 209 cái giống mà có mũ có độ mà Thế chia sẻ với bà con. Cây nó cũng to nữa, tức là cái giống mà có trữ lượng gỗ là lớn nè, là hơn trữ lượng gỗ là
hơn hoặc bằng cái giống BB235. BB235 á là cái giống mà có trữ lượng gỗ nhiều nè. Cái giống này nó cũng bằng hoặc là nó hơn cái giống BB235 luôn. Còn cái mủ thì nó cũng rất là nhiều, cái mủ của cái giống này nhiều nè. Dưới cái độ nó lại hơn giống BB235. Năm đầu á là nó khoảng 36 37 độ nha mọi con. 37 36 37 độ ở cái vườn tư nhân là đã có cái số độ đó rồi, còn không biết cái vườn này ở vùng đất này thì độ bao nhiêu. Thì thấy canh bữa nào nông trường có cạo thì mình xin một ít mình đo độ được thử để biết cái độ của giống này nha. BB cái này là Real 209. Trồng có 5 năm mà đã khai thác được rồi, như vậy là nó lớn rất nhanh hả con. Trồng 2017 tháng 1 2017, nay là tháng 3, tôm gần cuối tháng 4 luôn đi, tháng 4 2023, tức là 5 năm 5 năm 3 tháng hả con, 5 năm 3 tháng là đã thu hoạch khai thác được rồi. Thì đây nó cũng có một số cây nó lọt sọt nhỏ nè, cây này nó nhỏ, đa số là mình mở cạo được hết rồi. Cũng có một số cây nó bị ép bị nhỏ, còn đa số phía trong là thấy cạo mở cạo hết rồi con, tức là khoảng 80% trở lên. Còn cái vườn bên đây là cái vườn Lai Hoa này, Lai Hoa 90952 hay là còn Rêu 124. Cái giống Rêu 124 ở bên đây rồi con thấy là ở nông trường không biết như thế nào, chứ còn nhà vườn á, nếu cạo chế độ D3 là nó hay bị ít mủ và khô miệng nhiều, bắt buộc phải cạo chế độ D2 á bà con. Đặc biệt điểm của cái giống Rêu 124 hay là Lai Hoa 90 hay còn gọi là 90952 ở cái vườn tiểu điền là như vậy, còn ở nông trường thì chưa biết như là như thế nào ha bà con. Còn nông trường thì thường nông trường đây thường có khi cạo đi 3 đi 4 luôn á, thiếu công nhân á. Và ngày hôm nay thì cũng mở cạo hết rồi. Như vậy thì nhà vườn mình cũng nên mở cạo nhé bà con. Nhà vườn mình cũng nên mở cạo đi, nông trường họ cũng mở cạo rồi. Như vậy nay là sẽ có một mũ sẽ có giá chính thức nha bà con. Và thế cũng chia sẻ giá mũ nước là cái chỗ cô Yến á, mua 245 nha bà con. 245 mũ chén là 11.000 đồng trên 1 ký. Rồi thế cũng xin kết thúc video ở đây.